Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine ngày hôm nay, chúng ta cũng nghe thông tin từ ông Zelensky rồi, đúng không ạ? Thông tin ông Zelensky phát biểu ở tại Đức, nó đã bác bỏ toàn bộ những cái thông tin báo chí của phương Tây cũng như là các chỉ huy của Ukraine ngồi dưới bong ke nằm ở ngoại ô, nó đã bóc mút đấy, về những chiến công Ukraine trong vòng 5 ngày qua, về những cuộc phản công quy mô lớn của lực lượng vũ trang Ukraine đó. Nhưng mà nhìn trên tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở trên chiến tuyến ấy, thì rất có thể bản thân lực lượng vũ trang Ukraine đã rơi vào cái kế hoạch của Nga là thu hút hỏa lực của Ukraine cùng với nguồn nhân lực đổ bộ về Bắc Mút. Trong những ngày gần đây, chúng ta thấy rằng là phía Nga đã sử dụng hỏa lực dẫn đường tầm xa để xóa sổ những kho vũ trang, những là kho vũ khí ấy, lớn của Ukraine do phương Tây đã viện trợ. Rồi thì một trung tâm sửa chữa ở khu vực Tây Bắc Ukraine cũng bị phá hủy. Đây được gọi là tổn thất vô cùng lớn về mặt hậu cần trước cái cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong tình thế như vậy thì EU cùng với Mỹ, Anh và Đức cùng với NATO đồng loạt đưa ra một cái kế hoạch là viện trợ khẩn cấp đạn pháo và các loại khí tài giúp cho Ukraine duy trì nhịp độ ở trên chiến trường. Với những cái vấn đề khẩn cấp như vậy, càng khẳng định phía Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay đã tổn thất rất lớn về nguồn nhân lực và khí tài, là một minh chứng rõ ràng nhất lá chắn phòng không của phương Tây đã không thể được ngăn chặn được những hỏa lực dẫn đường tầm xa của Nga để xóa sổ tuyến hậu cần của Ukraine, dẫn tới nguồn viện trợ của phương Tây đưa vào trong Ukraine nó không khác nào đưa vào cái hố đen, tiền vào nhà khó hơn là gió vào nhà trống. Mức độ tiêu hao nó vượt xa so với khả năng viện trợ của tập thể phương Tây cho Ukraine ngày hôm nay. Lực lượng binh sĩ Ukraine ở ngoài chiến tuyến chưa ngừng trong cái thảm họa là thiếu đạn pháo và khí tài tương xứng trước hỏa lực áp đảo hoàn toàn đến từ Liên bang Nga. Áp đảo hoàn toàn. Đó. Và trên mạng xã hội ngày hôm nay đang đưa ra một cái phán quyết dành cho ông Zelensky sau bài phát biểu ở tại Đức. Một phán quyết cho ông giống như là tòa án ở trên mạng ấy, phán quyết cho ông Zelensky. Người dùng Twitter chỉ trích ông Zelensky sau chuyến thăm ở Đức của nhân vật này. Trong một bài đăng của mình trên Twitter, ông ta viết về việc tăng cường quan hệ với châu Âu và gia tăng áp lực với lại Nga, gia tăng áp lực với Nga. Một quốc gia phát xít, một quốc gia tay sai, một chính quyền ngụy Kiev đang đưa ra một thông điệp để thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và đó chính là chủ nghĩa tân phát xít, để bài trừ văn hóa của dân tộc quốc gia khác. Đây là một hành động cần lên án kịch liệt về các hành động của quan chức Ukraine giống như Buranov đã tuyên bố. Và đến ngày hôm nay, tập thể phương Tây chưa có một lời lên án nào về hành động của Buranov. Thì đến ngày hôm nay ông Zelensky lại đưa ra một thông điệp nữa để thúc đẩy chủ nghĩa tân phát xít, chủ nghĩa dân tộc đoan, nhằm phân biệt chủng tộc và bài trừ văn hóa dân tộc khác và tăng cường con đường làm chư hầu cho nước Mỹ. Sau bài phát biểu mang tính rất xúc phạm ngày hôm nay ở tại Đức đây, tất cả với ông đã kết thúc xong đời, chấm hết. Chính ông cũng không không biết được là hôm nay mình đã vượt qua ranh giới nào, ông không hề biết. Ông đang sống ở thế giới nào đấy ở Zelensky? Ông có nghĩ rằng là Nga cảm thấy áp lực không? Chỉ cần xem lại các chỉ số kinh tế vĩ mô và vĩ mô của tất cả những nước ông gọi là đồng minh và nhà bảo trợ là biết biết rằng bản thân Nga có bị áp lực hay không. Lần tới hãy sử dụng máy bay riêng, chúng tôi không muốn tài trợ cho ông nữa. Hãy tìm kiếm hòa bình, ông chỉ đang kéo dài nỗi thống khổ cho người dân Ukraine và đang cố gắng để thể hiện làm tay sai trung thành của nước Mỹ.
Zelensky đã đến Đức, nơi ông ta gặp tổng thống của Đức và hội đàm với thủ tướng Arson. Sau đó ông ta đã có một bài phát biểu, nơi được trao một cái giải thưởng mà trước đây giáo hoàng Francis cũng đã được nhận được. Zelensky đã thể hiện rõ là một chủ nghĩa tân Francis cần phải loại bỏ ra khỏi trường quốc tế, cần phải loại bỏ để kết thúc thời kỳ thống khổ của nhân dân Ukraine. Quan chức phương Tây đâu có cần lắng nghe nhân dân phương Tây nghĩ gì và đang muốn gì. Mà các quan chức diều hâu của châu Âu ngày hôm nay họ chỉ có thể biết là thực hiện mệnh lệnh đến từ Nhà Trắng, tiếp tục bảo vệ quyền bá chủ cho Hoa Kỳ để duy trì không gian đơn cực. Nhưng đáng tiếc phần còn lại của thế giới ngày hôm nay, họ không còn mặn mà và niềm tin vào thế giới phương Tây nữa. Thế giới phương Tây cũng không còn có độc quyền về công nghệ để mà áp lực cho phần còn lại của thế giới nữa. Không còn cái điều đấy nữa. Mọi thứ đã và đang được kết thúc, bắt đầu từ xung đột ở tại Ukraine, chấm hết kỷ nguyên đơn cực và mở ra thế giới đa cực, công bằng, tự chủ, bình đẳng, hợp tác song phương, kinh tế giữa mỗi quốc gia với nhau. Trong tình thế như vậy thì người đứng đầu của EC cũng bị xấu mặt sau phát ngôn về các giá trị của Ukraine, là một sự bê bối đạo đức giả của phương Tây ngày càng được lan rộng hơn nữa với ngọn cờ dân chủ tự do theo kiểu của Hoa Kỳ. Nhưng thế giới Mỹ đã và đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Người dùng Twitter hết lời chỉ trích người đứng đầu Ủy ban châu Âu ấy. Sau những lời lẽ về sự hiện diện của giá trị chung với lại Ukraine. Cụ thể thì chính trị gia này nói rằng chế độ Kiev đấu tranh cho các giá trị chung với lại châu Âu, bao gồm dân chủ và thượng tôn pháp luật. Cái thứ mà phương Tây đang thượng tôn pháp luật bằng cách là sử dụng tập thể để tấn công vào năm tư, sử dụng tập thể để gây sức ép cho toàn thế giới, tấn công vào Đại Trung Đông, thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc đoan, thúc đẩy chủ nghĩa tân Phát-xít, chủ nghĩa khủng bố trên thế giới, phân biệt chủng tộc và áp đặt con đường độc tài cai trị của phương Tây. Đó được gọi là luật lệ quốc tế theo kiểu của Hoa Kỳ đặt ra. Nhưng phương Tây đặt ra luật lệ và chính phương Tây lại là người vi phạm luật lệ. Đến ngày hôm nay, cái cấu trúc đơn cực cho mình là thượng lưu, cho mình là gì ạ? Tinh hoa đã không còn nữa, mà đang phơi bày rõ ràng về một chủ nghĩa đế quốc thực dân tân thuộc địa kiểu mới. Khi thế giới trỗi dậy thì không gian phương Tây không còn tiếp tục tồn tại được nữa. Giá trị mới của EU đó là quyền tự do giết chóc, giết người. Hiện người ta đang trao thưởng cho việc này. Mỹ cùng với Liên minh châu Âu đã đăng xuất 20 triệu người trên thế giới, trong đó có trẻ em, người già và phụ nữ. Cuộc sống của nhân dân Trung Đông ngày hôm nay vẫn là màn trời chiếu đất. Những công cuộc thảm họa, những công cuộc phân biệt chủng tộc vẫn cứ tiếp tục được tập thể phương Tây tôn vinh những cái giá trị đấy. Họ đang trao những cái giải cho những người mà gây ra chiến tranh nhiều nhất trên thế giới. Đó là những giá trị chung của phương Tây, giá trị chung của những thảm họa nhân đạo, giá trị chung của những màn diệt chủng không thương tiếc, của bài trừ văn hóa dân tộc khác. Giá trị chung như lời tuyên bố của ông Buranov là chúng tôi đã giết người Nga và tiếp tục truy cùng diệt tận người Nga ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đó là giá trị chung của bà chủ tịch EC đấy, phải không? Russell này đang hành xử như một tổ chức khủng bố. Khi chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ mục ruỗng trong tù hoặc có thể còn tồi tệ hơn thế nữa. Hãy nói cho chính mình, cho chính mình ấy. Đại đa số người châu Âu muốn hòa bình và không tin vào những trò lừa bịp của bà về thực tế. Thật kinh tởm, thật đáng xấu hổ, thật nực cười. Người đó đã làm được điều gì nổi bật cho châu Âu? Bà có vẻ như là đã mất trí. Không có một giá trị nào bà đề cập đến liên quan đến Ukraine, ngay kể cả ở châu Âu tình hình cũng không khá hơn là bao. Người đứng đầu EC đã nói như vậy trong một bài phát biểu tại lễ trao giải cho ông Zelensky ở tại Đức. Đấu tranh cho giá trị dân chủ và luật pháp quốc tế, để rồi thảm họa nhân đạo diễn ra trong suốt 8 năm,
phương Tây đã bị mù, câm và điếc. Đó là tư tưởng diều hâu toàn diện của các quan chức châu Âu ngày hôm nay đã đặt hoàn toàn dưới trướng của nước Mỹ để tiếp tục trong công cuộc ăn cướp toàn cầu, giết chóc toàn cầu trong cái liên minh Bắc Đại Tây Dương của mình. Trong khi đó ở tại Ukraine chưa thể giải quyết được các vấn đề về thiếu vũ khí, chưa thể giải quyết các vấn đề về thảm họa nhân đạo mà lực lượng vũ trang Ukraine gây ra. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn luôn lấy người dân Ukraine ra làm lá chắn sống, vẫn sử dụng các cơ sở dân sự làm cơ sở đồn trú quân sự để trốn tránh hỏa lực của Liên bang Nga. Đó là tội ác chiến tranh mà lực lượng vũ trang Ukraine đang gây ra. Tuy nhiên tập thể phương Tây cũng bị mù câm điếc về việc này. Các binh sĩ của Ukraine thì nhìn thấy cơn ác mộng của chính họ. Binh sĩ Ukraine lên tiếng về vụ đụng độ với xe tăng của Nga là cơn ác mộng đối với họ. Những người lính Ukraine trở về từ Bakhmut nói với lại New York Times về nỗi kinh hoàng của họ trước xe tăng và hỏa lực pháo binh liên tục đến từ Liên bang Nga. Chúng tôi gặp cơn ác mộng về xe tăng của Nga, pháo binh, tên lửa và các cuộc không kích không ngừng từng phút. Mỗi mét của thành phố đều bị hỏa lực tấn công. Các nhà báo dẫn lời chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới số 24 của Ukraine chia sẻ. Vậy mà để rồi các sĩ quan lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine ngồi dưới bong ke vẫn báo cáo với CNN và Reuters rằng là họ vẫn đang phản công và áp đảo lực lượng Nga ở tại Bakhmut. Họ vẫn đang chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở Nam và Bắc của Bakhmut. Theo các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine, họ đang rất cần các hệ thống tên lửa chống tăng loại Javelin trong thành phố để đẩy lùi quân đội Nga. Hôm thứ Bảy thì Bộ Quốc phòng của Nga cho biết rằng các quân đội tấn công đã giải phóng một phần tư khác ở phía tây bắc của Bakhmut. Lực lượng dù đã hỗ trợ họ kìm hãm đối phương hai bên sườn, sử dụng chuồng chim năng động cho xe tăng của Nga. Trước đó, Sputnik dẫn nguồn tin của Bộ phòng Nga cho biết là quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng tấm tre có giáp phản ứng nổ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt để che tháp pháo của xe tăng. Và chúng ta cũng đã thấy trên một cái video được lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tấn công bằng vũ khí chống tăng vào xe tăng của Nga và kết quả giáp chống nổ đã đẩy cái quả ra ngoài, tức là phát nổ và đẩy ra ngoài, xe tăng đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Tấm tre như vậy còn gọi là chuồng chim, là lưới tản nhiệt được hàn vào tháp xe tăng trên bốn đường dài. Nó tạo ra mái vòm bao phủ phần trên của xe tăng và lớp giáp mỏng hơn. Được biết lần đầu tiên là chuồng chim năng động như vậy do Bộ Quốc phòng trình bày. Đồng thời trước đó các tổ lái tự chế tạo và gắn mái tre tự chế vào xe tăng. Bộ Quốc phòng lưu ý rằng là trọng lượng của lớp bảo vệ bổ sung như vậy là hơn 200 kg và nó có hiệu quả trước các một số loại khí tài chống tăng của phương Tây, và nó đã thể hiện sự hiệu quả ở trên chiến trường ngày hôm nay, thể hiện được sự hiệu quả đấy. Đây được gọi là cơn ác mộng của binh sĩ Ukraine. Trong khi đó thì thế giới đang hướng tới một không gian đa cực toàn diện đang được hình thành, và ngài Putin đã nói là không thể đảo ngược về thế giới đa cực trong trật tự thế giới mới ngày hôm nay. Ngoại trưởng Ấn Độ thì nói thế giới đa cực chỉ khả thi khi châu Á đa cực. Và vấn đề của châu Á là trung tâm ASEAN. Trung tâm ASEAN thì không biến mình trở thành nơi cạnh tranh địa chính trị của các siêu cường. Nhưng con đường của ASEAN đang đi cũng là độc lập về mặt tài chính, loại bỏ đồng USD và thành lập lên quỹ tiền tệ riêng, hướng tới một không gian giao thương song phương ấy. Tức là trong giao thương song phương giữa các quốc gia với nhau ấy, là không bị phụ thuộc vào bất kể một siêu cường nào trên giới. Và đây chính là mấu chốt của một thế giới đa cực ở tại đó là châu Á. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng EU Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Thụy Điển này, Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh là sự cần thiết của trật tự thế giới đa cực. Theo ông, điều đó chỉ có thể đạt được
nếu trật tự đa cực cũng được xác lập tại đó là châu Á. Hội nghị Bộ trưởng EU Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là diễn đàn nêu bật tham vọng của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên trong việc tăng cường can dự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thúc đẩy mô hình hợp tác dựa trên sự cởi mở và toàn diện. Phát biểu tại đây, thì Ngoại trưởng Ấn Độ chỉ ra 6 điểm phản ánh khả năng hoạt động và nỗ lực giữa các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng EU có lợi ích lớn trong sự phát triển của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là liên quan đến công nghệ kết nối thương mại và tài chính. Ông cũng nhấn mạnh rằng là trật tự thế giới đa cực chỉ có thể thành công khi thiết lập được nó ở tại đó là châu Á. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một bối cảnh phức tạp và khác biệt. Chúng ta chỉ có thể hiểu về nó thông qua can dự sâu rộng hơn, một cách tiếp cận chiến lược và hào phóng nhằm giải phóng sự bất cân xứng về kinh tế chắc chắn sẽ nâng cao sự hấp dẫn của EU, Liên minh châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương càng tương tác với nhau nhiều, họ càng hiểu rõ hơn là sự đa cực của thế giới. Và nên nhớ rằng một thế giới đa cực mà EU mong muốn chỉ khả thi với một châu Á đa cực. Theo nhà ngoại giao Ấn Độ thì bản chất khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng trở thành trung tâm của chính trị toàn cầu. Trong số những vấn đề đặt ra từ khu vực có những vấn đề cố hữu trong mô hình toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng các sự kiện gần đây tại khu vực đã làm nổi bật các vấn đề liên quan đến tập trung của kinh tế cũng như là nhu cầu đa dạng hóa kinh tế như một chuỗi cung ứng. Vậy thì bản thân EU cũng hướng tới một thế giới đa cực. Nhưng bản thân EU lại đang nằm dưới trướng của Hoa Kỳ. Thì mong muốn của EU sẽ không thể là tự tạo ra được cái không gian đấy. Mà để tạo ra không gian nó đa cực, nó sẽ nằm trong trung tâm của nền kinh tế mới nổi. Và các quốc gia đang tìm con đường để tiến tới nền kinh tế mới nổi, tham gia vào nền kinh tế mới nổi. Đây sẽ là trung tâm kinh tế quyền lực mạnh nhất thế giới trong không gian đa cực. Và phần còn lại của phương Tây, một là tham gia vào cuộc chơi, hai là bị loại ra khỏi, đó là cuộc chơi. Vấn đề ở tại Ukraine nó sẽ quyết định cho tất cả không gian của một trật tự thế giới mới. Còn là đàm phán để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc nhập cuộc, còn phương Tây thì lại mâu thuẫn. Vì chúng ta biết rằng Trung Quốc đang muốn xây dựng lại hình ảnh của mình và trở thành một định hình ảnh đại sứ của hòa bình trên thế giới. Thì tập thể phương Tây lại muốn xây dựng hình ảnh của Trung Quốc xấu xí đi, chứ không muốn Trung Quốc là một đại sứ của hòa bình. Trung Quốc được cho là đang tích cực thể hiện vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Nga và Ukraine, còn các quốc gia phương Tây vẫn mâu thuẫn trong việc thúc đẩy một cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên. Kế hoạch phản công Ukraine nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi vùng lãnh thổ đã làm lu mờ triển vọng tìm kiếm giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột. Nhưng một số quan chức của Mỹ và châu Âu nói rằng giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có thể tạo đòn bẩy cho tiến trình đó là ngoại giao. Không bên nào chấp nhận thỏa thuận này, vẫn chưa rõ phương Tây định nghĩ ra sao về thành công của cuộc phản công Ukraine đang có kế hoạch thực hiện. Trong khi đó thì các chuyên gia quân sự đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau về khả năng Ukraine giành lại vùng lãnh thổ hơn một năm xung đột. Hiện Nga không có dấu hiệu nhượng bộ hoặc là tham gia vào cuộc đàm phán thực sự. Còn Mỹ vẫn hoài nghi trước bất cứ lời kêu gọi ngừng bắn hoặc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở tại Ukraine, đặc biệt là những lời kêu gọi đến từ Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh lớn của Washington ngày hôm nay. Bắc Kinh được cho là đang tích cực thể hiện vai trò hòa giải, dù có sự liên kết chiến lược ngày càng chặt chẽ với nước Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã có chuyến công du khắp châu Âu trong tuần này để thuyết phục các bên tin rằng là Bắc Kinh có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Cái việc Nga và Ukraine ngày hôm nay có thúc đẩy đàm phán hay không, nó phụ thuộc vào tập thể phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ. Họ có chấp nhận những điều kiện của Nga hay không, và có chấp nhận những vùng lãnh thổ mới của Nga hay không. Trong khi đó, tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Lincoln đã có cuộc gặp những người đồng cấp từ Anh và Tây Ban Nha để củng cố các cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine, gửi đi thông điệp rằng ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ Ukraine giành được chiến thắng. Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Anh, thì ông Lincoln cho biết Ukraine sẽ có những gì họ cần để tiếp tục thành công trong việc giành lại vùng lãnh thổ đã rơi vào tay Nga trong cuộc chiến kéo dài suốt 14 tháng qua.
Giống như người đồng cấp Mỹ thì Ngoại trưởng Anh hoàn toàn không đề cập đến ngoại giao với lại Nga, mà chủ yếu tập trung vào việc viện trợ quân sự. Chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine bất kể họ có giành được lợi thế trên chiến trường hay là không. Đây là con đường mà tập thể phương Tây đang thực hiện. Còn Trung Quốc đang nỗ lực làm trung gian, đó là hòa giải. Trung Quốc đang tích cực thể hiện vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kể từ khi từ khi nước này công bố một sáng kiến hòa bình vào tháng 2 năm 2023. Nhưng sáng kiến này đã bị phương Tây bác bỏ, và bản thân Ukraine cũng không thể tự đưa ra được quyết định cho riêng mình. Con đường thế giới đa cực là hiển nhiên. Hoa Kỳ thì đang muốn thực hiện ở Ukraine là duy trì đơn cực, còn Nga đang thực hiện ở tại Ukraine là duy trì đa cực. Rõ ràng đây là hai mâu thuẫn hoàn toàn với nhau. Trong khi tập thể phương Tây thì chưa thể kiên quyết hỗ trợ cho Ukraine bằng con đường hỗ trợ nhân lực được, vì vẫn lo ngại sự xung đột trực tiếp giữa Nga và tập thể phương Tây. Con đường viện trợ vũ trang cho Ukraine cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì phương Tây chưa vá được lỗ hổng phòng không của Ukraine ngày hôm nay. Nó mới dẫn tới tình trạng Ukraine chưa đủ nguồn nhân lực và khí tài để phản công. Ukraine trong tình trạng thiếu khí tài. Nhưng việc thiếu khí tài của Ukraine, có thể một số loại khí tài đã được chủ nghĩa Tân Vân Xít đang vận chuyển sang châu Âu và tích trữ ở tại châu Âu. Mối đe dọa trực tiếp cho nội bộ của châu Âu là đây. Tức là nguồn viện trợ hàng chục tỷ đô, hàng trăm tỷ đô từ phương Tây chuyển giao cho Ukraine, nó có thể được vận chuyển ngược trở lại, đó là châu Âu, để tích trữ thực hiện cuộc phản công trong chính lòng châu Âu. Đấy là mối đe dọa mà chính các quan chức châu Âu cũng lo ngại về việc này. Vậy thì không gian đa cực đã được hình thành, không gian đơn cực thì trên bờ vực thẳm. Cấu trúc tài chính của phương Tây cũng đang bị đe dọa. Con đường ảnh hưởng của Hoa Kỳ và NATO đã mờ nhạt trên vũ đài quốc tế. Bản thân Mỹ đã bị công khai hất cẳng ra khỏi, đó là Trung Đông. Nga đang thể hiện sự ảnh hưởng sâu rộng tới châu Âu, tới Trung Đông, tới châu Á và tới cả châu Phi. Đó chính là không gian tiến trình phát triển của một thế giới phi đô la hóa tiến tới không gian thế giới đa cực. Mọi thứ sẽ được quyết định trong năm nay, trong tháng này và trong năm nay, diễn ra vào tháng 7 cũng như là vào tháng 8 năm 2023 này. Và Mỹ khó có thể ngăn cản, mà là không thể ngăn cản tiến trình của một không gian đa cực được hình thành. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.